qua đây đây cho nè. Chưa về à? Chưa lắm không? Từ nhảy từ nhất bật bật từ mấy. Bây giờ này hôm nay tôi nhắc là lần cuối thôi. Hai lần tới rồi nhỉ? Như này thì viêm rất là xin rất là khó chữa. Ngày 30 tháng 4 là ngày nghỉ lễ Tết Mùng 2019. Là thế này bị thế này lâu chưa? Bị cái này 7 tháng rồi. Vất vả nhỉ. Thế là đau là anh làm thế nào? Tiêm hay là bấm hay là làm sao? Uống thuốc tây của ba bệnh viện sau đấy thì bấm được. Thế là uống viện nào? Đức rồi. Anh nằm tin hôm nay thấy ngon chưa? Đỡ nhiều. Hài lòng chứ? Vâng. Đúng như giang hồ đồn đúng không? Ở đống xác đồ của tôi tôn trọng như sau. Theo các cụ đông y họ quan niệm rằng cái này là thuộc về phần cân cơ thôi. Thế thì tôi trọng nhất là huyệt dương đông tuyền. Huyệt dương đông tuyền nó sẽ phục hồi cái gân cho người ta. Theo quan điểm cá nhân của tôi là cái gân này nó bị đứt, nó bong gân, nó đứt phần rất nhỏ. Thế thì khi các vị mà cứ tiêm giảm đau nhiều thì chỉ làm mất triệu chứng nó đi thôi, chứ còn gân nó có phải phục hồi đâu. Bấm huyệt cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, vì bệnh này càng tiêm bấm càng tốt. Chúng ta hãy lưu ý rằng khi bong gân nó sưng nóng, nổ đau nên chườm lại là tốt nhất. Thì tôi phác đồ này dương đông tuyền vì chung là những kinh, là kinh bàng quang này người ta sẽ khỏi. Đấy là chúc mừng anh nhá. Vâng. Về nghỉ ngơi ngon lành ngày nào cũng phải lên.